nhằm khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch triển khai đề án kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu giảm tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh của toàn tỉnh từ 112,8 năm 2015 xuống còn 110 vào năm 2020. Thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2020 sẽ được triển khai ở 147 xã phường thị trấn thuộc 12 huyện thành phố trong tỉnh. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh cần tăng cường cung cấp thông tin giáo dục truyền thông về giới và mức cân bằng giới tính khi sinh cho người dân, tập trung là các vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ, những người cung cấp dịch vụ siêu âm, những người có uy tín trong cộng đồng nhằm hạn chế các hành vi không phù hợp với việc sinh đẻ theo quy luật tự nhiên, tuyên truyền nâng cao kiến thức về giới và bình đẳng giới, những tác hại của mức cân bằng giới tính khi sinh, giúp các thai phụ và gia đình tự giác không lựa chọn giới tính khi sinh. Đồng tiền bấp bênh và tốn nhiều công chăm sóc, ông Liên quyết định chuyển đổi hoàn toàn hai sào hoa sang trồng ớt chuông theo công nghệ cao. Sau lần thu hoạch ớt chuông đầu tiên đã mang lại cho gia đình cựu chiến binh Vũ Đình Liên 140 triệu đồng.